Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. 5 nghệ sĩ châu Á có lượng follower khủng nhất trên Instagram, bất ngờ với vị trí của Lisa Blackpink, dù không có lượng follower đứng đầu bảng xếp hạng nhưng Lisa đang là người nắm nhiều kỷ lục nhất. Là một trong những mạng xã hội có lượng người dùng khủng nhất tính đến hiện tại, Instagram còn là mạng xã hội được nhiều người nổi tiếng trên thế giới lựa chọn để tạo tài khoản cá nhân. Đa số các nghệ sĩ hay người nổi tiếng đều sẽ sử dụng mạng xã hội này để tương tác với người hâm mộ. Dưới đây là top 5 người nổi tiếng châu Á có lượng follower khủng nhất Instagram. 1. Virat Kohli, 207 triệu follower. 2. Gal Gadot, 84 triệu follower. 3. Priyanka Chopra, 80,3 triệu follower. 4. Lisa, 80 triệu follower. Lisa là một thành viên của nhóm nhạc Hàn đình đám Blackpink. Cô nàng tới từ Thái Lan. Hiện là nữ nghệ sĩ K-pop nắm nhiều kỷ lục Instagram châu Á, cô nàng đã nắm vị trí thứ 3 trong danh sách top 5 người nổi tiếng châu Á có lượng follower cao nhất cho tới khi bị Priyanka Chopra vượt qua. 5. Shraddha Kapoor, 73,4 triệu follower. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.